Chiều ngày 16 tháng 1, lễ hội Tết Việt Nhâm Dần 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc trong không khí tưng bừng rộn rã. Khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, lễ hội Tết Việt khai hội đem lại không khí vui xuân đến cho thành phố. Mở đầu cho các hoạt động chào đón năm mới sẽ diễn ra trên khắp thành phố, nay đã là vùng xanh của dịch bệnh. Súng xính duyên dáng trong những chiếc áo dài, những bộ cánh đẹp mắt cùng nét hân hoan rạng rỡ trên gương mặt. Hàng trăm khách tham quan từ những cặp đôi trẻ, các gia đình trẻ đến các bà, các cô, các em nhỏ đã hòa mình vào không khí lung linh của lễ hội Tết Việt Nhâm Dần 2022 tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. 3 tháng rưỡi từ khi bước vào giai đoạn bình thường mới, cuộc sống đã hồi sinh và người dân thành phố đang chào đón một năm mới với niềm hạnh phúc đặc biệt. Vườn mai khoe sắc luôn là điểm nhấn đặc biệt của lễ hội Tết Việt, cùng phố ông đồ và hàng chục gian hàng thư pháp, thư họa, vẽ tranh, điêu khắc đem đến không khí Tết xưa cho cái Tết thời hiện đại 4.0. Đến lễ hội không chỉ để tham quan, chụp ảnh lưu niệm, du khách còn thưởng lãm, xin chữ, xem nghệ nhân dân gian làm tò he, làm đèn lồng và thưởng thức đặc sản ba miền. Ai cũng vui, cũng phấn khởi để chờ đón Tết và cùng hướng về một năm mới với những ước vọng bình an. Tết Việt, Tết tình thân, Tết của sự yêu thương và sẻ chia. Thế nên lễ hội Tết Việt không chỉ là hoạt động vui chơi, giải trí mà còn có nhiều chương trình giao lưu, gặp gỡ, chúc Tết, gói bánh Tết, bánh chưng, tặng quà, lì xì tới các hộ nghèo, sinh viên, công nhân xa quê và các em nhỏ là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi do Covid-19 để ai cũng có một cái Tết thật ấm áp. Lễ hội Tết Việt năm 2022 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 1, tức từ ngày 14 đến ngày 29 tháng Chạp âm lịch.